Hello, xin chào các bạn. Thì sáng nay mình vẫn tiếp tục làm công việc là đóng thùng những cây bông trang gửi cho khách. Đây là 10 cây bông trang thân một cốt. Thì đây là cây bông trang màu đỏ. Mình giao cho vị khách ở Sơn La 10 cây. Này thì mình sẽ đóng thùng và gửi đi. Còn phía bên trên này là mình gửi cho anh ở Trà Vinh, gồm 40 cây bông trang đỏ một cốt. Còn ở dưới này là cũng là mấy cây bông trang đỏ một cốt, như màu tím sen, màu cam, màu trắng. Anh này thì lấy lẻ lẻ mỗi thứ 2 cây. Anh này thì ở Vĩnh Long. Còn phía bên đây là những cây Mỹ Hồng. Mình giao cho cô ở quận 7, phường 7, quận 7. Những cây Mỹ Hồng này các bạn. Cái lô Mỹ Hồng này mình giao cho cô là gồm 25 cây. Đa số là đã có nụ búp búp hết rồi nha các bạn. Mình quay xéo qua đây cho các bạn thấy cái lô Mỹ Hồng. Phía bên đây là một đơn hàng 2 cây trang đỏ lá trung, cũng ở Vĩnh Long, ở thành phố Vĩnh Long. Rồi và bên đây là đơn hàng ở Bình Phước, là 2 cây bông trang lá trung màu trắng, 2 cây bông trang lá trung màu vàng, 2 cây tím sen, 2 cây màu hồng phấn, cộng là 10 cây, 8 cây, 4 cặp 8 cây. Đây các bạn xem, cái đơn hàng mình gửi 40 cây cho vị khách ở Trà Vinh thì mình để ra tới 2 thùng lận nha các bạn, tại vì 40 cây mà cái cây nó khá là to, thành ra chạy ra tới 4 thùng. Số lượng nhiều như thế này phải bỏ vô thùng đi xe. Rồi tiếp tục, đây là 2 cây bông trang kim. Đây là trang lá hẹ cho một vị khách ở Hà Nam. 2 cây trang lá hẹ. Hay còn gọi là trang kim. Rồi đây là hết thảy 5 đơn hàng sáng nay mình chuẩn bị gửi đi cho khách. Mình review sơ lược cho các bạn xem, ai bạn nào yêu thích cây cảnh và đặc biệt là muốn sở hữu một trong số những cây bông trang này thì hãy comment bên dưới giúp mình, và mình sẽ trả lời comment, liên hệ lại để tư vấn bán cây và mua cây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Kính chúc tất cả các bạn và những người đang xem video của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.